Xin chào mừng quý anh chị và các bạn cùng quý nhà đầu tư cá nhân đang đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh, nơi mà quý anh chị có thể trao gửi niềm tin, nơi mà quý anh chị có thể tìm thấy cho mình những sản phẩm bất động sản sạch, giá rẻ, pháp lý rõ ràng để đầu tư sinh lời, thay đổi cuộc sống cũng như là để an cư lập nghiệp quý anh chị nhé. Gặp lại quý anh chị trong lòng Biển Xanh rất vui. Kính chúc tất cả quý anh chị quý nhà đầu tư luôn dồi dào sức khỏe, niềm vui và đặc biệt là luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Kính chúc tất cả các nhà đầu tư cá nhân luôn luôn suôn sẻ trong công việc đầu tư kinh doanh của mình. Hôm nay Biển Xanh đang có mặt trong khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, nơi có 7 kỳ quan thế giới, tọa lạc tại mặt tiền đường tỉnh lộ 9, xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách địa phận xã Xuân Thới Sơn của huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh là 8 km và cách trung tâm Sài Gòn chợ Bến Thành là khoảng 35 km. Hôm nay Biển Xanh xin được phép chia sẻ và giới thiệu đến quý anh chị, quý nhà đầu tư một cơ hội đầu tư mới, đó là một sản phẩm ký gửi nằm ngay ở vị trí vàng, vị trí đắc địa, kinh doanh buôn bán thuận lợi quý anh chị nhé. Đây chính là con đường trục chính TC4 kết nối giữa công viên 7 kỳ quan thế giới và khu du lịch An Tây Hồ. Đây, chúng ta chạy thẳng về phía trước là đi sang ngay cái công viên 7 kỳ quan thế giới, khu vực đang nóng nhất và hot nhất của khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh này đó quý anh chị nhé. Và vị trí ngày hôm nay Biển Xanh xin giới thiệu đến quý anh chị quý nhà đầu tư, đó là một lô đất diện tích 5 x 20 bằng 100m², đất thổ cư 100%, sổ hồng riêng hướng Tây quý anh chị. Là tính từ cái cây này chúng ta đo ngang sang tới cái ống nước và cái cọc bê tông kia chính là ngang 5, và dài sâu xuống phía dưới luôn nó là 20 x 20, 100m² quý anh chị nhé. Nó dài bằng cái nhà này luôn đó quý anh chị. Và cái lô này nó là hướng Tây. Anh chủ của lô này thì đang khá ngộp vốn, cần tiền, cho nên là bán giá vô cùng rẻ quý anh chị. Chỉ có 1.290.000.000 là bao sang tên công chứng, đóng thuế phí các kiểu cho chúng ta. Cho nên là cái lô này như trên màn hình quý anh chị mình thấy nó rất là đẹp quý anh chị nhé. Đường trước đất là một con đường trục chính, và những cái mặt tiền đường trục chính thì nó lại vô cùng là lớn, vỉa hè cũng rất là lớn luôn đó quý anh chị. Trục chính như thế này thì vô cùng thuận lợi cho quý anh chị mình kinh doanh buôn bán sau này. Khi mà cái lượng dân cư mỗi ngày nó về đây mỗi đông hơn thì chúng ta sẽ rất thuận lợi để mà kinh doanh buôn bán về tương lai sau này quý anh chị nhé. Mua gì thì lỗ chứ mua thổ thì không bao giờ là lỗ. Bởi vì sao? Vì dân số thì luôn tăng lên, còn đất đai thì không hề sinh ra cũng như là không hề mở rộng thêm. Do đó mà chúng ta đầu tư vào bất động sản vẫn luôn là một kênh để mà trú ẩn an toàn nhất của đồng tiền, chống trượt giá của đồng tiền theo thời gian đó quý anh chị nhé. Và đặc biệt thì cái khu vực Mỹ Hạnh, Đức Hòa, Long An này thì nó đang trên đà phát triển vô cùng là mạnh mẽ. Đây là cái vùng kết nối kinh tế trọng điểm giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây, miền Đông, Nam Bộ. Các cái tuyến đường lưu thông bao bọc xung quanh khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh này thì cũng đã được trải nhựa hết rồi, di chuyển rất là thông thoáng và sạch sẽ quý anh chị nhé. Như là quốc lộ 22, đường Nguyễn Văn Bứa, đường Phan Văn Hớn, đường Quách Điêu kết nối xuống cái đường tỉnh lộ 824, tỉnh lộ 9, tỉnh lộ 10, tỉnh lộ 8 và quốc lộ N2 bao bọc xung quanh cái khu Cát Tường Phú Sinh này, cho nên là chúng ta di chuyển rất là dễ dàng. Đặc biệt là cái lô đất này nó lại nằm ngay ở cái vị trí mà trục chính kết nối giữa khu du lịch An Tây Hồ và khu công viên 7 kỳ quan thế giới đó quý anh chị. Còn chỗ cái cô mà đang đi đó chính là con đường trục chính TC2, mình chạy thẳng là đi ra ngoài cổng chính luôn quý anh chị nhé. Quý anh chị và các bạn xem được video này của Biển Xanh đang tìm bất động sản để đầu tư sinh lời hoặc là an cư lập nghiệp, xem được video này của Biển Xanh thì còn chần chừ gì mà không nhấc máy kết bạn Zalo, Viber, Skype hoặc là gọi trực tiếp cho Biển Xanh số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình để quý anh chị sở hữu ngay cái lô đất này quý anh chị nhé. Biển Xanh xin nhắc lại vị trí của lô đất này là tính từ cái cây xanh mát này chúng ta đo ngang sang là 5, dài sâu xuống dưới nó là 20, hướng Tây 100m², và cái lô này thì sổ hồng riêng trao tay, pháp lý vô cùng là rõ ràng. Quý anh chị mình mua là hoàn toàn an tâm, mình mua là chỉ việc đặt cọc và hẹn ngày đi sang tên công chứng đăng bộ theo quy định của pháp luật mà thôi. Và cái thủ tục sang tên công chứng đăng bộ theo quy định nhà nước là 45 ngày thì sẽ ra được cái tên của mình ở ngoài trang bìa cuốn sổ hồng. Đó là theo quy định nhà nước 45 ngày. Còn nếu như quý anh chị mình cập nhật tên của mình vào trang tư thì chỉ khoảng 24 ngày là mình đã có sổ hồng riêng rồi.
Hoặc là những quý anh chị mình mua để đầu tư lướt sóng, đầu tư sinh lời thì cũng có thể là chỉ cần công chứng ủy quyền là đã có thể mua bán trao tặng rồi quý anh chị nhé. Và đặc biệt thì cái thời điểm này chính là thời điểm để chúng ta tìm và đầu tư được những cái sản phẩm sạch, những cái sản phẩm bất động sản giá rẻ, giá hời hơn giá thị trường đó quý anh chị. Bởi vì cái thời điểm này thì chúng ta mua nó sẽ ít có sự cạnh tranh, chúng ta sẽ có nhiều cái sự lựa chọn hơn. Và cũng rất là phù hợp cho những cái quý anh chị mình mua để ở thực thì cũng sẽ mua được giá rẻ và điều được cái giá xuống cho mình mua được giá hời, tránh được những nhà đầu cơ họ thổi giá. Còn những anh chị mà mua đầu tư sinh lời ở để chung và dài hạn thì cũng mua được những giá nó khá là rẻ, rẻ hơn giá thị trường, tức là mình lời ngay lúc mua luôn đó quý anh chị nhé. Đây chính là cái thời điểm cũng còn khá là, theo một cái hướng tiêu cực thì nó cũng còn khá là phù hợp để những quý anh chị mình vẫn tiếp tục tìm mua bất động sản để ở thực, để an cư lập nghiệp hoặc là để đầu tư sinh lời. Và đặc biệt thì trong cái khu này thì từ khi mà mở bán đến nay thì nó mới hình thành là chỉ có 3 năm thôi. Và cái lượng dân sinh thì đã vào đây ở thực cũng lên đến 35% rồi. Và khi mà cái thời điểm dân sinh người ta mới chỉ có bắt đầu giai đoạn đầu vào ở như thế này thì chúng ta cũng sẽ vẫn mua được những sản phẩm giá rẻ, bởi vì quỹ đất còn rộng, còn nhiều. Còn nếu như chúng ta mà mua mà đợi đến cái khi mà mình có đủ tiền rồi và mình khi cái dân nó đã ở đông, ở kín thì mình đi vào mình mua thì giá nó đã lên mốc khá là cao rồi. Giống như là cái khu dân cư Mỹ Hạnh Hoàng Gia hay là Cát Tường Phú Nguyên 1, Phú Nguyên 2, Phú Nam ở cái khu vực Mỹ Hạnh Đức Hòa Long An này, nếu bây giờ quý anh chị vào những cái khu đó mua thì cũng sẽ thấy là lượng dân sinh ở trong những khu đó thì nó đã ở kín hết rồi, những lô đất trống ở trong mấy cái khu đó thì không còn nhiều. Do đó mà giá ở những cái khu vực đó nó cũng đã đội lên rất là cao rồi. Quý anh chị mình mà nhảy vào đó đầu tư thì cũng cái khả năng để mà mình thanh khoản và sinh lời thì cũng phải chờ thời gian nó khá là lâu. Nó không giống như ở cái khu Cát Tường Phú Sinh này. Khu này thì mới hình thành 3 năm cho nên là quỹ đất còn nhiều và dân sinh thì cũng mới chỉ về là 35% thôi. Do đó mà đây chính là thời điểm để quý anh chị đầu tư sinh lời ở khu vực Cát Tường Phú Sinh này đấy quý anh chị nhé. Quý anh chị và các bạn xem được clip này của Biển Xanh và thấy được cái vị trí của lô đất ngày hôm nay nó khá là đẹp như thế này. Mình đang có nhu cầu an cư lập nghiệp thì hoặc là đầu tư sinh lời mà xem được cái video này thì còn chần chừ gì mà không nhấc máy ngay lên gọi cho Biển Xanh, hoặc là chỉ cần kết bạn Zalo bấm số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi để giúp quý anh chị có thể tìm được những cái sản phẩm bất động sản sạch, giá rẻ, đầu tư sinh lời hoặc an cư lập nghiệp. Một lần nữa, Biển Xanh xin kính chúc tất cả quý anh chị, quý nhà đầu tư thật nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và luôn gặp nhiều những cái yếu tố may mắn trong cuộc sống. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin tạm dừng cái video này tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị, quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.